phải là hơi chiều các bạn quá nên các bạn hư rồi đúng không? Và nếu các bạn muốn tụi mình chiều tiếp thì nhớ là đừng bỏ qua quảng cáo của mình. Và nhớ là ghé xem hết quảng cáo để cho mình có tiền ăn mì gói nha. Bây giờ thì vô video thôi. Chào tất cả bạn đã đến với channel của mình là Dâm Cô Te, học me xíu mụ đây ta da. Chào mừng mọi người lại trở lại với video mới nhất của mình. Và mọi người trước khi bắt đầu video thì nhớ để lại cho mình một like, một share cũng như một subscribe cho tất cả các thành viên của team sinh tố của tụi mình nha. Còn bây giờ thì ok, nhà ai nấy về đúng không mọi người? Ủa mà Hi Ha ơi, hình như 6 giờ tối nay tụi mình hẹn nhau ở bên quán trà sữa Tàu Hủ để đi coi phim đúng không? Đúng vậy đó. Ôi trời ơi, ngồi quán trà sữa thu lệ phí nha, không ngồi ri nha. Ôi lệ phí vậy được. Ok, về nhà đây. Bye bye Jimmy okay. Nha. Ok, về nhà thôi. Hí, lãng mà vậy ha, quá được. Ê, Hi Ha ơi. Ờ, đây, sao? Ê, nói nghe nè, bây giờ tôi với ông á, cho anh đi. Cho anh cái gì đấy hả Jimmy? Cho anh Tàu Hủ với Vinky á, cho nó vui. Dù gì Vinky cũng là con gái nên chúng ta hãy cho anh yêu thương Vinky một xíu. Là giả làm Tàu Hủ tỏ tình đó thôi. Mê gái lắm Tàu Hủ, chắc chắn 100% Tàu Hủ sẽ được nghe, còn người mới thì không biết. Đúng rồi, phải coi coi người mới có cảm tình gì, tình cảm gì với Tàu Hủ không mọi người à. Rồi okay. Bây giờ thì tôi sẽ lên liên hệ với ông quản gia. Đúng rồi, tôi biết là quản gia ơi, nó nghe nè. Bây giờ cho tôi một xin một skin của Vinky nha. Ok không? Cái thằng chó Jimmy nhìn mà tức ơi trời. Ok các bạn ơi, và mình đã trở lại đây, mình đã trở thành một Vinky. Hello mọi người, chào mọi người đã mới lại với channel của Vinky. Ok, bây giờ thì đi ra đi ha ơi. Go, qua tờ chó tờ đúng không? Đúng rồi. Quỷ tờ đi mê gái lắm. Yeah boy. Ờ, anh Tàu Hủ ơi, anh Tàu Hủ. Đi hả? Hello. Hả? Nó trên cây. Trên cây. Trên cây làm gì vậy? Anh Hủ ơi, hãy cho anh chị màn ơi. Tàu Hủ. Mà sao đây làm cái trò gì vậy ha? Kia tao qua dẫn qua gặp mày cái thôi thôi, nhiệm vụ tao này thôi. Nói chung là Jin Ki nói với tao là muốn tỏ tình gặp mặt gì với mày đó, hâm mộ mày đó. Xịn chưa, xịn chưa? Trời ơi, anh Tàu một ngày cũng có người mê. Trời mê cái hay. Là mày làm như tao không ai mê không bằng á. Không nhiều. Thôi, vậy thôi nha, tao đi nha, nhớ nha. Nhớ cái gì bạc trà sữa nha mày. Ok, chụp ly luôn. Anh Tàu Hủ ơi. À, anh nghe nè, Vinh Kỳ. Giữa chanh và em ai chua hơn? Giữa chanh và em hả? Đúng rồi. Tất nhiên là em ngọt hơn rồi. Trời ơi, anh Đậu ơi, anh có biết là trời, từ cái ngày mà em vô tim á, em vô tim á là em có cảm tình với anh không? Anh nghĩ đi, một người đàn ông có làn da trắng, hai má hồng hồng, trời ơi, đôi môi có cục nước bí, con mắt thì lúc nào cũng nhắm lại, trời ơi, cu te hụt me ghê luôn ấy. Trời ơi, nghe xong anh xỉu lường á em ơi. Thôi đừng có xỉu. Anh có xỉu thì xỉu vô lòng em đi. Trời ok luôn. Trời ơi, mình không tin mình được vậy luôn mọi người. Trời ơi, em nói như vậy là làm con tim anh rung rinh rồi. Anh có biết á là em muốn nói câu này với anh nè. Anh có biết là vì nụ cười của anh tỏa nắng nên mái tóc của em đang thui lù, em thui lù, em thui lù. Trời ơi, em ơi. Lần đầu tiên mà anh thấy một người con gái xinh đẹp nói chuyện đẹp gì chứ. Nhưng mà em hỏi thiệt nha, anh với chị Kêu Bi á có còn gì với nhau không vợ? Ông nói em sợ chị Kêu Bi đánh ghen, chị Kêu Bi dữ lắm. Anh với Kêu Bi nhìn là gọi là núi với lại nước rồi em ơi, người trên núi người xuống biển luôn rồi. Trời anh đừng giỡn vậy, là ý anh nói là anh với chị Kirby kiểu 50 lên bờ 50 xuống biển đúng không? Trời ơi anh ơi, không được rồi, em không dám yêu anh đâu. Trời chị Kirby đâu, không có em ơi. Trời em nói vậy là bậy rồi, chết anh rồi, là mình có 50% lận, em nói vậy là sai rồi. Gì thiệt hả? Vậy không mà thôi, sao nè, nói chung là anh với Vicky bây giờ hết rồi, sao nè, bây giờ em muốn đến với anh đúng không? Trời ơi anh hiểu ý em quá, em chưa kịp nói là anh đã biết rồi. Trời, nhìn em là anh hiểu hết, trời anh đi guốc trong bụng em hết rồi. Trời ơi anh đủ, trời ơi em thích anh quá à. Ok vậy thôi nha, em về em chuẩn bị quần áo, em trang điểm make up đầy đủ đi, tối nay 6 giờ mình công khai mối quan hệ nha anh. Ok em. Trời ơi, trời ơi, hôn mình dính cái cục nước miếng lên mặt luôn. Ủa mọi người ơi, ghê quá. Mình thấy Hi Ha bên nhà sầu đi mấy mình quá.
Ê ha ơi, thành công mỹ mãn luôn. Quỷ thủ mới trên cái cực kỳ mới luôn, không mới bình thường nha. Hợp con nhà bà lý luôn. Nhưng mà nha Jimmy, đà để nó hung bà nha, đà để nó hung bà nha, đà để nó hung bà nha, đấm mày bây giờ á. Thôi thôi, bây giờ mình ấy bây giờ ông giả làm tàu hủ đi, qua nhà Jimmy để tôi đổi kỳ lại cái tôi nấp tôi đổi kỳ lại cái. Mình nằm xuống mọi người, mình phải bản lẻn làm lại Jimmy cu te hụt me xí muội ta đà. Đó, đó, không ai thấy gì hết. Đâu Huy Ha đâu rồi? Được, đi đi đi. Hợp con nhà bà Lý luôn. Tới. Jinky ơi. Ủa? Lộn quên, ai làm gì vậy? Jinky ơi, Jinky. Jinky ơi. Ai vậy? Hello em ủa, gái. Hello. Hôm nay, ơi sao giải tiếng bề đời vậy ba? Hello em. Ủa, hai người tới đây làm gì vậy? À, anh Đậu nói là kêu chị là dẫn tới đây để nói cái gì với em á, chị cũng không biết nữa. Chị ngồi chị đợi. Thôi Jimmy ơi, bà đi chỗ khác đi. Ok, tôi đi. Trời ơi, tao hủ đuổi tôi luôn nha. Đó chính là từ lúc em vào cái team này á, em biết không? Hả? Anh đã giống như có một tiếng sét ái tình từ trên trời đã đánh thẳng vô người của tàu hủ này, nên đã nghe hành đã biến hành từ tàu hủ sống thành tàu hủ chính chiên luôn rồi em ơi. Đó chính là người ta gọi là tiếng sét ái tình làm thay đổi con người đó. Trời đất ơi, anh tàu hủ, anh có bị ấm đầu không? What? Anh có bị ấm đầu không? Anh thực sự đã chọn em hiểu không? Trời đất ơi, anh hôm nay anh bị ấm đầu thiệt đó anh. Trời ơi, anh không bị có bị sao không vậy? Em đừng khinh thường anh như thế, anh đang nói sự thật với em đó. Em nhìn kỳ à? Em nhìn kỳ vãi cái em nhìn kỳ mà. Anh có lòng thì em cũng có bụng. Em nói thẳng nha, từ lúc vào tim ghét anh nhất trong tim đó, Oh shit. Anh có biết không? Anh có biết là cái mặt anh thấy ghét lắm luôn không? Em với Hai Chi là có ý định là nổ bom cho bay nhà anh luôn á. Oh shit. Em nói gì đâu, nói bóng như vậy à, em nói như vậy là buồn. Anh khóc luôn. Anh khóc vì đó là chuyện của anh, nhưng mà em không có thích anh. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Trang lứa gì đâu da trắng. Trời ơi, cái nước miếng. Anh nghĩ sao anh không vậy? Trời, mất hết. Em đừng có nói âm mà mình cái như vậy chứ. Ít ra anh còn đẹp hơn Hằng Hi Ha hay là con Hằng Hai Chi kia mà. Không, xin lỗi anh, nhưng mà em ói thiệt đó. Anh tỏ tình em thì em không dám nhận, nhưng mà có gì anh qua anh hái trái chanh thì anh nhanh tụt lên chua chát luôn. Anh sẽ nằm giả ở đây luôn. Không chịu luôn. Bây giờ em nói một câu, anh có đi không? Anh không đi. Anh nằm anh ở đây đi. Luôn. Anh không đi đúng không? Oh my god. Ôi anh đi đây. Ủa vụ gì vậy Jinky? Em thủ nói gì với nhau vậy? Jinky, em thủ tự nhiên nói hôm nay tự nhiên ông tỏ tình em kìa. Gì? Nói vậy thiệt hả? Thiệt luôn. Vậy em đồng ý không? Em đồng ý luôn hả? Ủa có chuyện gì vậy chứ mấy rồi? Đây nè. Có gì vậy? Trời Jinky gì tao thủ mới qua nhà Jinky tỏ tình Jinky gì nè. Tao thủ nó kêu tôi dẫn qua đó. Trời ơi, anh chị ơi, hôm nay em nổi da gà hết. Quỷ mà. Tự nhiên hôm qua ổng qua, ổng tỏ tình em. Em dùng súng, em dùng vũ lực ổng ở đây. Dùng vũ lực. Ê, cũng 6 giờ kìa, qua quán trà sữa thôi. Ok. Mọi người đi trước đây, lấy tiền đi nè. Ok. Đi sao ba? Trời ơi, Hủ ơi, làm trà sữa chưa? Trời đất ơi, chết rồi, mình qua trễ rồi. Cái gì vậy? Cái gì Vinh Kỳ dữ vậy? Cái gì đâu? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà một Vinh Kỳ, hai Vinh Kỳ rồi vậy cha nội? Vinh Kỳ, bốn Vinh Kỳ. Có gì vậy? Một trái tim, hai cương mặt, ba bàn tay. Cái gì ngoài? Ôi đôi môi, tình yêu. Rồi Vinh Kỳ tới kìa. Rồi Vinh Kỳ tới rồi hả? Vinh Kỳ tới kìa, dưới kìa. Trời ơi, tới muộn dữ vậy em? Hello em. Cái gì vậy anh Hữu? Thì sao thắng em vậy? Sao nhìn này em thật là dễ thương quá đi. Trời ơi trời. Ôi mắt vậy? Em môi lần đôi. Ủa tao Hữu bị gì vậy? Ê có vụ gì vậy? Kể cho tôi nghe coi.
Rồi chết rồi chị, hồi sáng ông ấm đầu, bây giờ tới ông sản rồi chị ơi. Em ơi, đưa tay đây, lại bên nhau em nhớ. Không dám. Ôi, vụ gì vậy? Ủa, vụ gì vậy? Ủa em sao vậy? Ủa em còn hôm sáng nay em còn nói à, mình sẽ về chung nhà với nhau mà. Cái gì? Cái gì? Anh mà về chung nhà với em. Chắc em đó khó cửa, em đốt nhà em bỏ anh trong đó. Ở chắc anh ủa. Bộ anh không nhớ hồi sáng em từ chối rồi mà. Ý em được. Nói là hai đứa mình ở trong căn nhà tàn lửa thì mình vẫn ở bên nhau đúng không? Dù chết không, vẫn không, ở bên nhau. Chết, đừng có sắp sắp lại em. Em sao vậy? Em đã đuổi anh về rồi, anh đã chạy tới nhà tận nhà rồi mà bây giờ tới thì anh còn vậy nữa. Bộ anh không có liêm sỉ ha anh. Ôi ôi là trời. Sáng nay anh qua nhà em mà em còn đang ăn sáng nữa. Trời em sợ đầu em có bị ấm không? Trời nóng lên. Anh bị ấm đầu á. Có gì vậy? Nhưng mà chị anh Hi Ha nè. Ủa Hi Ha làm chứng tôi nha. Không sáng nay dạ, ông dẫn Diêm Chi qua nhà tôi đúng không? Tao có đâu, có dẫn gì đâu mày. Nói mày nói gì đã sao hả? Mày nói gì đã chết tao đó. Qua tao đi với Jimmy qua nhà Jinky rõ vậy. Ừ, sáng tao còn thấy mày qua nhà Jinky, mày tỏ tình, mày nghe nói Jinky đồng ý không em, có đồng ý không chị không biết. Trời ơi, hay là cho tôi đúng không? Tỏ tình sao cưới em nữa vậy? Sáng mày nhắc Jinky qua nhà tao mà hi ha. Nó có nhất gì á? Tao nói là Jinky nó mê tao như điếu đổ. Ủa ý mày nói là anh Đào Hữu ơi, anh Đào Hữu, anh kiếm em hả? Nhìn ra là Jimmy, trời ơi. Anh Đào Hữu ơi, gì nụ cười của anh tỏ nắng. Trời ơi, mất của em. Ok các bạn ơi, và các bạn nhớ để lại một like, một share cho video của mình nha. Và nhớ là qua đăng ký tất cả các thành viên trong team xin tối cho mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào.